mấy chú mấy bác trong bệnh viện đó, người ta cũng đang làm lái xe cho cái xe cấp cứu đó. Mấy chú này cũng rất lớn tuổi rồi. Khi mà nghe anh trình bày xong, mấy chú mới nói là cái chuyện này hả, bình thường thôi con, chú còn thấy ghê hơn con gấp mấy lần nữa. Nhưng mình làm cái nghề này thì mình phải chịu. Chú đó tên là chú Phát. Thì sau khi nghe xong, chú Phát này cũng kể lại cho anh nghe những câu chuyện của chú đã từng gặp trong cái nghề nghiệp của chú luôn. Chú Phát này, hiện tại chú cũng đã 51 tuổi rồi. Chú nói câu chuyện mà chú kể, nó xảy ra hơn mười mấy năm về trước. Thời điểm đó chú cũng đã là một cái người tài xế lái xe chở xác rồi nha, vào nghề cũng rất là lâu năm. Chú nói cái đêm đó chú cũng nhận cái cuộc điện thoại làm chạy ra ngoài hiện trường chở xác của người ta, đem về cái bệnh viện này để đó chờ người thân tới nhận. Cái bệnh viện này của chú thời điểm đó nó còn cũ lắm, không phải là cái bệnh viện nằm ở thành phố lớn đâu, đó là một cái bệnh viện ở tuyến huyện thôi, thành ra nó cũng rất là cũ kỹ, cũng nhỏ dữ lắm. Chính vì như vậy mà cái bệnh viện của chú thời điểm đó nó cũng không có những cái nhà xác, cũng không có những cái phòng lạnh để mà đưa xác chết vô đó ủ lạnh đâu. Chỉ là nếu mà ai có chết á thì chở người ta về nằm ở đó, đắp tấm vải trắng lại rồi đốt nhang cầu khấn cho người ta, đợi công an ta ăn kết xong rồi người thân tới nhận xác rồi đem về thôi à, đơn giản là vậy đó. Chú nói trời ơi mày biết không, do cái bệnh viện này thời điểm đó là cái bệnh viện ở dưới quê mà đâu có cơ sở vật chất hiện đại như là bệnh viện trên thành phố của người ta đâu, thành ra nha nó rất là ghê. Nhưng mà do cái nghề cái nghiệp của tao á thì tao phải chịu thôi chứ sao giờ. Thời điểm đó cái bệnh viện này á, cái nhà xác á chỉ là một căn phòng khá là nhỏ thôi, ở trên á thì lợp ngói nha, mà chỗ có chỗ không, mà đâu phải miếng ngói nào nó cũng lành lặn đâu. Có miếng thì nó bình thường, có miếng nó bể ít, có miếng nó bể nhiều, có chỗ không có ngói luôn. Thành ra cứ mưa xuống á là nó dột rất là nhiều xuống đây nè. Cái nền ở dưới á là xi măng đã tráng thôi à, đâu có lót gạch men gạch tàu gì như bây giờ đâu. Chính vì nước nó đọng xuống vậy nè, thành ra từng cái lớp tường, từng cái lớp gạch ở dưới sàn vậy nè, nó lên ba cái rong rêu hết trơn luôn, nó xanh rờn nè, nhìn cảnh tượng rất là u ám. Thêm một cái nữa, đêm nào tao cũng nhận hai ba cái xác chết hết trơn, tao toàn chở người chết không à, chở vô để đó. Nhưng mà lúc này á người thân chưa có tới nhận, thành ra chỉ có chú với lại những cái xác nằm ở đây thôi. Mà do người ta bị tai nạn nặng á, máu mẹ nó chảy quá trời luôn, nó chảy nó thấm hết trơn cái giường, rồi nó rớt máu á, máu nó đổ xuống cái sàn nhà, rồi nó thấm vô những cái lớp tường, những cái bờ tường xung quanh nè. Trời ơi cảnh tượng tao đó mày không thể tả nổi luôn. Chưa hết đâu, xung quanh là nhang đèn, tại vì khi mà đưa xác về chú cũng phải cúng kiến cho người ta, chúng thôi tao quậy dữ lắm. Rồi ha, lư hương để đó, nhang nhã đổ tùm lum hết trơn, đèn cầy rất là nhiều, chỗ này chỗ kia chỗ nào cũng có đèn cầy hết trơn vậy đó. Do cái nơi này quá là ghê, với lại thời điểm đó người ta đâu có chi tiền cho những cái người làm lao công vệ sinh đâu, thành ra không ai dọn dẹp hết trơn, chỉ là có xác là đưa vô, khi nào có người nhà nhận á thì lấy ra, cứ làm hoài vậy đó. Thành ra đâu ai dọn dẹp, chỉ có duy nhất cái làm chú ở đó hàng đêm, giờ xác chết ở đây, lâu lâu á người thân gia đình tới nhận thôi, chứ người ngoài ở ngoài người ta làm gì biết cái cảnh tượng trong này nó ghê tới cỡ nào. Chính vì đâu có đầy đủ về cái điều kiện vật chất, rồi đâu có ai đầu tư về trang thiết bị này nọ đâu, cho nên là cái bệnh viện này nó chỉ chữa được cái bệnh nhẹ nhẹ thôi, cảm xúc bình thường nọ đó. Còn những bệnh nặng á bắt buộc phải chuyển lên tuyến trên, là lên bệnh viện tỉnh, bệnh viện thành phố nọ ở trển á mới có thể chữa trị được thôi. Còn bệnh viện này á coi như thua. Chú này ổng còn nói thêm á, làm cái gì cũng vậy, nghề nào cũng có tổ nghề tổ nghiệp riêng của mình. Cái nghề tài xế lái xe chở xác này cũng có tổ nghề tổ nghiệp của mình luôn. Trong cái nhà xác này lúc nào chú cũng có thờ cái bàn thờ tổ nghiệp với lại cái bàn thờ của quyền của chú để trong này nè. Cái bàn thờ của quyền á rất là cũ luôn rồi, còn riêng cái bàn thờ tổ nghiệp của chú á, đây chỉ là cái tổ nghiệp cho những ai chuyên chở xác chết thôi nha, còn những ai mà lái xe cấp cứu chở bệnh á là riêng nữa. Hai cái này không có đi chung được, chở xác chết là riêng, còn chở bệnh nhân là riêng à. Khi mà nghe vậy anh cũng thắc mắc, anh nói ủa chú ơi, vậy thì cái tổ nghiệp của người chở xác với là cái tổ nghiệp của người chở bệnh á nó khác nhau sao vậy? Ông nói là thôi bây giờ tao mà giải thích á nó cũng lòng vòng quá, mày cũng không hiểu đâu, hiểu sao vậy đây, rồi tao kể cái chuyện của tao nè. Chú mới kể là tối đêm đó khi mà chú chở cái xác của người đàn ông này từ ngoài hiện trường về tới cái nhà xác nằm ở đó rồi á, chú cũng đắp vải trắng lại, cũng thắp nhang khấn nguyện cho người ta. Xong rồi trong lúc mà đợi người thân tới nhận á, chú cũng đâu có đợi làm cái gì, chú chạy xe này về nhà để mà nghỉ ngơi. Tuy nhiên trên cái đoạn đường mà chú chạy về nhà đó thì cái đoạn đường này nó khác cái đoạn đường hồi nãy. Tự nhiên là chú thấy bên đường á có cái bóng người đang đứng ở đó mà cứ vẫy tay chú vậy nè,
cứ ngoắc nhẹ nhẹ mà cái mặt người ta rất là đăm chiêu luôn nha, đang nhìn về cái hướng xe của chú vậy nè, như là đang muốn kêu chú dừng xe lại cho người ta đi giới vậy đó. Ở nó nói thầm trong bụng á, ủa ai vậy trời, giờ này mà đứng ở đó khuya lắc khuya lơ rồi mà đứng đó quất ai vậy, quất tôi hả? Thành ra là ổng mới chạy xe chậm chậm lại, chạy càng gần tới người đó đó thì ổng mới mở đèn pha lên ổng coi. Ổng mới tá quả, ổng thấy là cái ông đàn ông này mặc trên người cáo thun màu trắng, mà cái quần á là cái quần jean màu xanh đen vậy nè. Nhìn xuống cái phần người của ổng á thì máu nó chảy từ cổ chảy xuống nè, nó ướt nhẹp cái áo luôn, cái tay cứ ngoắc hoài nè, còn riêng cái đầu á chỉ còn có nửa cái đầu thôi nè, giống như nó bị dẹp lép một bên rồi. Nói chung mọi người hình dung á là một bên mắt với cái lỗ tai của ổng á thì còn con mắt với lỗ tai bên kia mất tiêu rồi, tại vì cái đầu bên kia nó dẹp lép, nó bể mất tiêu rồi. Ổng biết đó là cái thằng thanh niên hồi nãy mình chở cái xác nó về đó chứ ai. Tại vì hồi nãy lúc mà hiện trường á, cái người thanh niên đó cũng mặc cái áo thun trắng, cái quần jean màu đen, cái đầu cũng bị dẹp lép một bên y chang, không khác gì hết trơn á. Bây giờ đứng sơ sở ở đó là ma chứ phải là người đâu. Rồi thôi à, ổng mới đạp ra, ổng chạy yện một cái luôn. Ổng mới nói cái cảm giác của ổng lúc đó ổng không sợ, nhưng mà ổng ghê thôi. Ổng ghê tại sao cái thằng này cái đầu của nó bây giờ dẹp lép còn con bên à, máu meo quá trời. Ổng ớn cái máu chứ không phải là ổng sợ ma cỏ gì hết. Tại vì ổng làm cái nghề nào đó giờ mười mấy năm rồi, đâu có sợ gì nữa, gặp quá là nhiều rồi mà. Tuy nhiên mới chạy được con đoạn à, ổng mới hết hồn luôn. Ổng nhìn quên cái tay phải của mình đó, thì cái người đó đang ngồi cái ghế trống kế bên tôi rồi, ngồi cái ghế của lô xe. Mọi người hình dung đi, một người sống với một người chết, cái người ngồi bển á máu me không à, cái đời muốn ướt cái ghế của ổng vậy đó. Cái ông đó mới quay qua hỏi ông chú vậy nè, sao hồi nãy tôi kêu anh ghé lại mà anh bỏ anh chạy à, sợ tôi hả? Lúc đó là ổng hết biết vậy rồi, nhưng mà ổng vẫn ráng ông bình tĩnh ông chạy xe nha. Rồi ổng mới dùng hết can đảm của mình, ổng mới hỏi ngược lại cái xác chết kia, ổng mới hỏi là vậy chứ anh theo tôi có cái gì hay không, nói đi. Rồi cái ông kia cũng nói chuyện chú tỉnh ba luôn. Ông mới nói bây giờ anh quay lại cái hiện trường hồi nãy, anh lụm cái điện thoại của tôi anh trả cho tôi được không, tôi còn rớt cái điện thoại ngoài. Rồi chú mới hỏi là vậy chứ cái điện thoại của anh á nó rớt ở đâu vậy. Anh nói anh lại cái hiện trường đi, anh kiếm ngay cái đít của cái chiếc xe nước mía, cái điện thoại tôi nằm ở dưới á, tại xe nước mía nằm ở đẳng á. Nghe như vậy á thì chú Phát ông cũng ừ luôn, người ta cũng ngồi đó hoài luôn đó, chú có đi. Ông định quay đầu xe lại rồi á, khi mà cái vong hồn này người ta thấy là ông định quay đầu xe trở lại, ông lượm điện thoại giùm cho người ta thì cái vong hồn này biến mất tiêu luôn, tan thành mây khói rồi nè. Nhưng chú Phát ổng không quay lại, hình như là ổng không muốn hay sao đó, ổng chạy một mạch về tới nhà luôn, không có lượm điện thoại giùm cho người ta. Rồi cũng thôi à, chú Phát về nhà nghỉ ngơi, đâu có chuyện gì đáng nói xảy ra đâu. Nhưng tới 2 ngày sau, ngày hôm đó ổng cũng đi chở xác giùm cho người ta, đi ngang trên cái đoạn đường này nữa, cũng ngay khúc đó nữa thì tự nhiên người kế bên tay phải là ổng, cái ông đó ổng xuất hiện nữa. Ổng quay cái mặt đó, ổng nhìn chú Phát vậy nè, mà cái mặt rất giận nha, không phải như là cái ngày hôm trước đâu. Ổng mới trừng con mắt lên, ổng hỏi gì nè, tại sao tôi kêu mày lấy điện thoại giùm tao mày không lấy, mày đi về vậy? Lúc đó là lính bính hết trơn rồi, không còn ớn như ngày hôm trước nữa, mà là sợ thật sự luôn đó. Ông mới quay cái đầu xe lại, chuẩn bị đi tới cái chỗ đó là tìm cái điện thoại giùm cái xác này. Thì cái xác này mới nói, đêm nay mày không kiếm được cái điện thoại cho tao, mày chết theo tao luôn, tao kéo mày cho mày chết theo tao đó. Mà khi mày kiếm được rồi, mày tới nhà tao mày trả cho tao nha, tao cho mày cái địa chỉ nhà của tao nè. Rồi sau đó ổng mới đưa cho cái chú này cái địa chỉ nhà của ổng. Thành ra là cái chú Phát ổng nhanh chóng chạy tới hiện trường 2 ngày hôm trước. Hơn cái chiếc xe nước mía vẫn còn ở đó, tại là cái xe nước mía này của người dân á, người ta để trước cửa nhà vậy nè. Khi mà ổng bị té xe, cái điện thoại di động của ổng nó văng sao xuống cái nít của chiếc xe á, thành ra là cái điện thoại vẫn còn, không ai đá động được hết trơn. Cũng rất là hên đêm đó kiếm được cái điện thoại nha, chứ nếu không cái điện thoại này mà có ai lụm rồi người ta xài đó, chắc chắn là cái chú Phát này ổng không bao giờ thoát khỏi tay của cái xác này đâu. Người ta rất là giận dữ rồi đó. Nhưng hên lấy được cái điện thoại thì cũng nhanh chóng dầm cái xe chạy về cái nhà của cái người thanh niên này nè, tại vì cái người đó cũng đã chỉ chú cái địa chỉ nhà người ta rồi. Về tới đó thì người thân cũng vui vẻ nhận lại cái điện thoại, người ta cũng cảm ơn chú Phát, và đồng thời chú Phát cũng lên bàn thờ á đốt nhang cho người thanh niên này, tạ lỗi với người ta. Bởi vậy sau khi mà kể cho anh nghe câu chuyện này của chú xong rồi, chú mới dỗ da anh chứ nói là con, chú
hả mẹ còn trẻ, thôi kiếm nghề khác mà làm đi, hoặc lái xe khác, chứ đừng có lái xe chở xác này, nó rất là ghê con ơi. Tại vì mẹ còn trẻ, đừng có làm nghề tâm linh này, chó già vậy đó, tao cứng cửa mà tao còn sợ gần chết luôn đó. Bởi vậy sau khi mà nghỉ làm đây xong, anh cũng xin chuyển về anh lái cho xe tải, anh không còn lái xe cấp cứu nữa. Và đó cũng đã kết thúc những câu chuyện đầu tiên của anh. Anh nói nếu mà có thời gian, anh sẽ tiếp tục gửi chúng ta những cái câu chuyện mà anh lái xe đêm cho những chiếc xe tải anh còn gặp dài dài luôn. Có thời gian sẽ kể tiếp nữa.